giật mình trước tác hại chết người từ năm thói quen sử dụng dầu ăn phá gan hủy thận này. Xin kính chào quý cô bác. Cô bác nào đang sử dụng dầu ăn mà không biết mình đã mắc phải những sai lầm chết người thì hãy theo dõi video này. Tôi sẽ chỉ ra những thói quen tai hại mà hầu hết các cô bác đang mắc phải, dẫn đến nhiều bệnh tật nguy hiểm. Cô bác chú ý theo dõi để khắc phục ngay nhé. Thói quen đầu tiên là dùng dầu ăn ở nhiệt độ cao. Tôi quan sát thấy nhiều cô bác khi sử dụng dầu ăn để nấu nướng thì thường đun dầu ăn trên chảo cho thật nóng, thậm chí là đợi đến khi dầu ăn bốc khói lên, có mùi hơi khét thì mới cho thức ăn vào. Có lẽ cô bác làm như vậy là vì khi thả thức ăn vào khi dầu nóng thì thức ăn sẽ không bị dính vào chảo, nhất là các món chiên rán, chúng sẽ róc và trông đẹp mắt hơn. Tuy nhiên tôi khẳng định với cô bác đây là cách làm phản khoa học. Cụ thể là khi cô bác đun nóng dầu ở nhiệt độ quá cao, các chất axit béo trong dầu ăn bị nhiệt độ cao tác động, tạo nên các phản ứng oxy hóa, khiến cho thành phần dầu ăn bị biến đổi, gây đột biến gen có hại cho sức khỏe nhé cô bác. Có điều này là do nhiệt độ cao tác động tạo nên các phản ứng oxy hóa, khiến cho thành phần của dầu ăn bị biến đổi, vô cùng có hại cho sức khỏe. Khi cô bác duy trì thói quen này trong một thời gian dài, cô bác sẽ có nguy cơ mắc phải các căn bệnh như ung thư trực tràng, ung thư gan, ung thư phổi và ung thư vú. Nhẹ nhất là làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cho cô bác rất dễ bị đau ốm đấy nhé. Ngoài ra, khi cô bác sao nấu đồ ăn trong dầu nóng thì cũng đồng nghĩa với việc phá hủy thành phần dinh dưỡng vốn có của món ăn và cũng tạo ra các chất độc hại cho sức khỏe nhé cô bác. Do đó, khi nấu nướng, cô bác nên rửa sạch và làm nóng chảo rồi cho dầu ăn vào. Cô bác hãy kiểm tra nhiệt độ thích hợp bằng cách chấm đầu đũa gỗ vào chảo. Nếu thấy quanh đầu đũa có bong bóng sủi tằm nhỏ thì nên cho thực phẩm vào để xào nấu luôn. Cô bác yên tâm là làm như vậy thì đồ ăn sẽ không bị sát chảo mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng trong thực phẩm cũng như trong dầu ăn nhé cô bác. Thói quen tiếp theo là rất nhiều cô bác dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Tiếc của có lẽ là một tâm lý chung của các cô bác nội trợ rồi. Nhiều cô bác khi chiên rán thường đổ rất nhiều dầu ăn để cho thực phẩm chìm ngập trong dầu, sau đó đem cất lượng dầu còn thừa đi, khi nào cần dùng đến thì lại bỏ ra. Thậm chí nếu lần sử dụng tiếp theo mà vẫn còn thừa thì cô bác lại cất trữ tiếp cho lần sau nữa. Đến khi dùng hết lượng dầu này thì mới thôi. Bằng cách này, đúng là cô bác sẽ tiết kiệm được chút tiền đấy, nhưng nó lại là mầm mống tàn phá sức khỏe của cả gia đình cô bác. Như tôi đã nói, thì khi dầu ăn được chiên rán ở nhiệt độ cao, bản thân nó đã bị thay đổi cấu trúc và sản sinh ra các chất không có lợi cho sức khỏe. Việc cô bác lại chiên đi chiên lại dầu ăn rất nhiều lần, càng khiến cho các chất độc hại xuất hiện nhiều hơn. Nó sẽ ngấm ngược lại vào các món ăn của cô bác và đi vào trong cơ thể, gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe mà phải đến khi nó đủ mạnh thì mới bộc phát, trong đó không ngoại trừ bệnh ung thư nhé cô bác. Không những vậy, dầu ăn khi bị biến tính cũng sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon cùng các chất dinh dưỡng có trong món ăn mà cô bác làm. Khi cô bác ăn vào có thể vẫn cảm thấy giòn rụm, thơm nức, nhưng quả thật chẳng khác nào ăn cái xác khô đâu nhé cô bác. Thói quen thứ ba là cô bác thường dùng dầu ăn để lâu. Nhiều cô bác có thói quen này là do thích mua những can dầu to để được giá rẻ hơn. Cô bác cũng cho rằng dầu ăn thì để được lâu, không lo bị hư hỏng như nhiều nguyên liệu chế biến khác. Tuy nhiên tại đây tôi khuyến cáo cô bác là không nên làm như vậy. Bởi vì một khi cô bác đã mở nắp chai dầu ăn, đã để nó tiếp xúc với không khí thì nó sẽ sản sinh ra chất độc hại, có cả nấm mốc cũng như loại độc tố aflatoxin. Chất này sẽ làm suy giảm chức năng, đồng thời phá hủy các cơ quan nội tạng, là một nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư gan, loại ung thư gây ra tử vong hàng đầu ở nước ta đấy cô bác. Chính vì thế, cô bác nên hạn chế dùng dầu ăn đã để lâu nhé. Sau khi mở nắp và tiếp xúc với không khí thì cô bác cố gắng dùng hết trong vòng 3 tháng thôi. Đương nhiên là sau 3 tháng thì dầu ăn vẫn có thể sử dụng được, xào nấu như bình thường, nhưng nó sẽ sinh ra các chất gây hại mà bằng mắt thường cô bác không thể nhìn thấy được, cũng không thể cảm nhận được bằng hương vị. Trong thời gian này, nếu như cô bác phát hiện dầu ăn có mùi hôi, khó ngửi, màu đục chứ không trong, đậm hơn so với bình thường, thì cô bác nên vứt bỏ đi chứ không nên sử dụng tiếp. Cũng giống như các loại gia vị nấu ăn khác, cô bác nên bảo quản dầu ăn ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
Khi mua một chai dầu ăn mới thì cô bác nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng in trên thân chai để biết cách bảo quản sao cho hợp lý nhất. Cái này không thừa đâu nhé cô bác. Bởi vì có một số loại dầu ăn, nhà sản xuất đã khuyến cáo bảo quản trong tủ lạnh sau khi mở bao bì. Khi đó cô bác nên đặt dầu ăn trong tủ lạnh, chứ nếu để trong nhà bếp sẽ rất dễ bị hỏng đấy nhé. Sai lầm thứ tư là các cô bác bây giờ chỉ toàn ăn dầu thực vật chứ không thiết tha với mỡ lợn. Cũng do mỡ lợn có chứa nhiều chất béo, dùng nhiều sẽ bị béo phì. Nên từ lâu, nhiều cô bác đã bỏ hẳn mỡ lợn mà chuyển sang sử dụng các loại dầu thực vật. Tôi cũng công nhận dầu thực vật có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó cung cấp các vitamin và axit béo thiết yếu cho cơ thể của con người. Tuy nhiên, không vì thế mà cô bác chỉ dùng dầu ăn, nhất định không dùng mỡ lợn đâu nhé. Dĩ nhiên là cô bác ăn nhiều mỡ thì sẽ dẫn đến béo phì, nhưng đó là trong trường hợp ăn quá nhiều, món nào cũng xào nấu, ngày nào cũng ăn và bữa nào cũng sử dụng. Chứ nếu cô bác sử dụng với mức độ hợp lý thì sẽ nhận được các lợi ích quý giá của mỡ lợn đấy nhé. Bởi vì nó có chứa nhiều axit béo bão hòa, là chất mà dầu ăn bình thường không cung cấp được. Riêng điều này thì đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu và khẳng định rồi nhé cô bác. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo cô bác không nên bỏ mỡ lợn trong các bữa ăn của gia đình. Nhất là các cháu nhỏ, các cô bác đang ở trong độ tuổi trung niên rất cần loại mỡ này để cho các chức năng hoạt động không bị suy yếu. Nếu cô bác quá phụ thuộc vào dầu thực vật mà bỏ mỡ lợn, mỡ động vật trong một thời gian dài thì cô bác sẽ khó hấp thu, mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, thiếu hụt một số loại vitamin cần thiết và có nguy cơ mắc bệnh về xương, rối loạn nội tiết tố, suy nhược cơ thể, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng lên nhiều hơn, thậm chí là cô bác còn có thể gặp phải các vấn đề ở mắt đây nhé. Bà tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ Em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết, chất béo là một trong những nguồn năng lượng quan trọng cho sự phát triển của các cháu nhỏ nhà mình. Nếu không được cung cấp đủ lượng dầu mỡ theo khuyến cáo, các cháu sẽ bị thiếu năng lượng và rơi vào tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng. Do vậy, cô bác khi chăm các cháu thì nên lưu ý phải cho các cháu ăn kết hợp cả dầu và mỡ động vật. Nhà cô bác nào có trẻ bắt đầu ăn dặm thì cần phải bổ sung 5ml chất béo trên một bữa, tương đương với một muỗng cà phê. Trẻ 1 tuổi, lượng chất béo cần tăng khoảng 1 muỗng rưỡi mỗi bữa ăn. Và sai lầm cuối cùng là dù cô bác có bệnh nhưng vẫn nấu ăn với lượng dầu như bình thường. Đó là do cô bác không chú ý khi lựa chọn dầu ăn, nghĩ rằng dùng dầu nào cũng được nên cứ mua đại thôi. Tuy nhiên cô bác nào mà có bệnh liên quan đến mỡ máu hoặc cân nặng bất thường thì nên đặc biệt chú ý đến điều này nhé. Cô bác nên lựa chọn các loại dầu thực vật có chứa hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cao. Cô bác cũng cần đo lường lượng dầu mà mình đổ vào. Chỉ nên dùng nhiều nhất là 5 muỗng cà phê mỗi ngày thôi nhé cô bác. Bên cạnh đó, những cô bác nào có bệnh về tiêu hóa, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích hoặc lỗi dạ dày cũng nên chú ý. Khi cô bác sử dụng các món ăn có chứa nhiều dầu mỡ, cáp và đạm, toàn là những chất khó tiêu hóa, thì cô bác sẽ khó làm rỗng dạ dày, gây ra các hiện tượng như đầy hơi, miệng nôn trồn tháo và thậm chí là đau dạ dày nhé cô bác. Không chỉ vậy, cô bác còn có nguy cơ mắc phải các bệnh lý mãn tính như bệnh ung thư, bệnh tim, tiểu đường, bệnh Parkinson và cả những cơn đột quỵ bất ngờ xảy đến nhé cô bác. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cô bác cách chọn lựa dầu ăn phù hợp với từng đối tượng nhé. Với mỗi tạng người có cơ địa, cân nặng và tình trạng sức khỏe khác nhau thì sẽ thích hợp với các loại dầu ăn khác nhau. Cô bác cũng cứ yên tâm là các loại dầu này thì đều dễ kiếm và giá bình dân thôi nhé. Đầu tiên là cô bác nào cực kỳ thích ăn thịt thì nên lựa chọn các loại dầu như dầu hướng dương, dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu mầm ngô nhé. Bởi vì thịt rất giàu axit béo bão hòa, nên cô bác cần lựa chọn những loại dầu có chứa nhiều axit béo không bão hòa vừa rồi để tạo sự cân bằng dinh dưỡng. Cô bác nào theo trường phái ăn chay thì nên lựa chọn dầu đậu phộng, dầu hạt bông, dầu cọ, dầu axit béo bão hòa. Nhà cô bác nào mà có con dâu đang mang bầu thì nên sử dụng các loại dầu như dầu ô liu, dầu óc chó, dầu hạt lanh, dầu đậu nành để chế biến các món ăn. Sau khi được cơ thể hấp thụ, các chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ trong quá trình hình thành cấu trúc của võng mạc và não, góp phần không nhỏ đến sự phát triển của hệ thần kinh, não bộ và võng mạc của thai nhi nhé cô bác.
Cô bác nào đang bị thừa cân, béo phì thì tốt nhất là nên ăn ít những món ăn có chứa nhiều dầu. Khi chiên rán, cô bác nên lựa chọn dầu thực vật và mỗi ngày chỉ sử dụng tối đa là 5 muỗng cà phê thôi nhé. Khi sử dụng dầu ăn thì cô bác nhớ kỹ những khuyến cáo sau đây để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà nhé. Thứ nhất là không đun nóng dầu quá lâu. Thứ hai là không chiên đi chiên lại nhiều lần. Thứ ba là dầu ăn để quá lâu thì không nên sử dụng nữa. Thứ tư là hãy thêm cả mỡ động vật vào để sử dụng xen kẽ với dầu thực vật. Và cuối cùng, nếu cô bác mắc một số chứng bệnh như béo phì, tiêu hóa thì nên giảm lượng dầu ăn nhé. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, tránh lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.